Này về làm xô luôn hả anh? Dạ. Xuống. Đó, xuống đi. Xuống rồi kiếm cái gì kê đi. Cho nó bằng. Hello anh em, hiện tại thì Huy đang có mặt ở tại Tây Ninh. Hôm nay thì tiếp tục là bên Huy sẽ đi bàn giao một cấu hình lo họa tiễn Wonderfuel T-Duc 121B hả mọi người. Để bên dưới cho đẹp thôi, còn bên trên nó có cái chân của nó mà. Bỏ bút rồi nó chạy. Đó, nó có cái lỗ. Bây giờ là 2:30 và thời tiết Tây Ninh thì phải nói là rất là nắng rất là khắc nghiệt thôi. Cấu hình loa thì bên Huy cũng đã vừa mới dựng xong. Bộ này thì sẽ đi một cặp súp hầm đôi 50 ADD Pro, đây là mẫu mới hả mọi người. Đó. Và hai cặp quả tiễn Wonderfuel T-Duc 121B. Hai cấu hình Huy đã lắp xong. Và cái bộ này thì theo như Huy biết là sắp tới là anh khách sẽ đặt nguyên cái cấu hình loa này lên chiếc xe bên kia mọi người. Đó, đặt súp lên, đặt quả tiễn lên để đi làm kẹo kéo ha. Một bộ kẹo kéo rất là VIP ở tại Tây Ninh. Bên đây bộ dàn máy. Thời gian gần đây thì phải nói là họa tiễn bên Huy đang lắp rất là nhiều. Hôm nay lắp ở Tây Ninh này, ngày mai Huy sẽ đi Long An lắp một bộ nữa cho anh khách, cho gia đình, cho họa tiễn và súp đôi luôn. Và tiếp tục ngày mốt sẽ đi Tiền Giang tiếp tục lắp thêm bộ họa tiễn ha mọi người. Đây là bộ máy, có máy đi cái sơ xe mất 1000, rồi quản lý nguồn Wonderfuel 802, micro KR902 mọi người, và cốt có số Wonderfuel 408 Blue và hai con đẩy. Một con Cora KF2002 để đánh súp và con sẽ đánh hai cặp họa tiễn ha. Sau này nếu mà muốn lên monitor thì chúng ta lại bắt buộc phải thêm một con men nữa, tại vì là con này 4 kênh thì một kênh chúng ta sẽ đánh cho một chiếc loa họa tiễn, là sẽ vì nó họa tiễn đôi mà, một cái thùng nó sẽ có hai cái loa trong đó rồi. Chính vì thế là một kênh sẽ đánh là một chiếc, 4 kênh sẽ đánh 4 chiếc anh em. Đây là cấu hình máy. Bộ này đi làm kẹo kéo là thuộc dạng VIP Tây Ninh anh ha. Dữ dằn á. Dạ. Cái họa tiễn Wonderfuel thì phải nói là nó rất là đẹp nha, nhập nguyên đai hoàn kiện mọi người, nhìn chất sơn này. Đó, sơn nó rất là đẹp ha, chắc chắn. Đó, mặt sau đây anh em này. Đó, bên này là mặt trước. Hai cặp này đánh thì rất là kinh khủng nha anh em, hai cặp. Đó, hai vế. Rồi để bây giờ thì bên Huy sẽ kết nối và sẽ setup cho tất cả khán giả chúng ta xem ha. Bộ loa thì bên Huy đã lắp đặt xong, bây giờ sẽ tiến hành setup nha mọi người. Cấu hình loa hỏa tiễn này thì chúng ta setup cực kỳ nhanh luôn, chỉ cần là nói chung là căn pha thôi là chơi. Bắt đầu test thử nha mọi người, hai cặp này nó kêu rất là kinh khủng anh em ạ. Này đánh quá chất anh em ạ. À. Đây là mẫu súp mới anh em, súp mới, súp hầm mới đánh lực lắm. Quá kinh khủng anh em ạ. À. Xa kinh khủng luôn anh em ha. Đó, đi ra đây mà âm thanh gần như là không suy hao bao nhiêu cả. Hôm nay mới có cái không gian nó lớn lớn xíu, Huy đi xa cho anh em nghe. Để Huy đi xa nữa ha. We'll be right back.
một hai hai. Em như con rắn cứ bay bay, đưa anh đi tìm vần hương. Qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nghe lòng đã ước mơ. Mơ mơ bên trong tay đêm mưa thì thầm, sao bão tố về làm chiêm bao. Mơ yêu em nhất tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Từ sâu trong đôi mắt này, em mơ hương không như bao ngày. Phải chăng nơi chốn đây để em bồi đền và rồi vội đi? Phải chi em thấu hiểu rằng anh đã yêu em rất nhiều. Nói đi em người ơi, giờ em muốn anh quay sống xa. Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, anh vẫn đứng đây chờ em đi tìm. Lúc em không còn ai hết, hãy ở yên anh sẽ đi kiếm. Bởi anh yêu người vô cớ, vì đã lỡ như hết đau buồn. Nói đi anh người ơi, giờ em muốn anh phải sống xa. Em chỉ đến bên anh lúc buồn, vậy những ngày vui em về nơi đâu? Em chỉ đến bên anh lúc say, vì anh say em đâu ở đây. Em là ai đi qua chốn này, còn anh là ai trong cuộc đời em đây? Nói đi em người ơi, vì sao em nỡ yêu anh như vậy? Em chỉ đến bên anh lúc buồn, vậy những ngày vui em về nơi đâu? Trong cuộc đời em đây, nói đi em người ơi, vì sao em nỡ yêu anh như vậy? Có anh nào ra thử bạn không ạ? Anh hát xong anh cảm nhận như thế nào anh? Anh hát thấy hay đó. Anh còn nợ em chim về núi nhầm, trời mưa. Một năm sau, một hai, một năm sau.
mai mai qua.